Hôm nay là ngày 27 tháng 1 thì đó là ngày mùng 3 Tết. Thì Sapa này đây là đang ở trên đỉnh điểm cáp treo thì sương phủ khá kín. Ở Sapa thì tất cả những loài hoa ở đây thì có cái màu sắc rất đẹp. Hoa ở đây quá đẹp luôn, hoa cải. Đặc biệt đào ở Sapa thì phải nói là đẹp, quá đẹp. Đặc biệt là đào. Ở đây quay thì không rõ lắm nhưng mình sẽ đi vào thật sâu một chút thì để xem cái một cây đào. Sắc màu của cái đào ở Sapa này nó đặc biệt, nó xứ lạnh như nên là nó thể hiện cái màu đẹp. Đây là vựa thung lũng hoa cải. Những cái bông hoa mà nó có những cái giọt sương đọng trên hoa nhìn đẹp lắm. Mình sẽ đi tìm một cái nào nó quay cho nó rõ một chút. Nhưng mà phải nói là anh em đi vào chụp ảnh chủ yếu là các chị em dặm hết đá lên hoa. Đây các lối mòn vào xem vườn hoa. Coi như bị trà đạp. Đàn ông quanh năm đã bị trà đạp rồi, nên giờ lên Sapa thì những cái vườn hoa này cũng bị các chị em trà đạp nát hết. Thông lộ vào vườn hoa đã có biển cấm rồi, nhưng hôm qua vừa thấy mấy chị em là xinh xinh là dặm hết đá lên hoa. Có phải không cháu? Đặc biệt mẹ cháu đúng không? Đây là có một loài hoa gì mà mình không biết tên. Hoa này hoa gì không biết. Hoa gì anh? À, anh chàng đây rồi. Anh chàng của mình một ghế. Xa đằng kia là có một đôi người dân tộc đang hẹn hò với nhau ở góc rất xa. Quay gần khả năng là đang có nhiều cảnh hay hơn. À, hoa đào đấy rồi. Nói về những cành đào thì phải nói những nhà đại gia làm tiền họ thường vẫn hay sưu tập những cành đào rất đỏ và đẹp như thế này. Nhưng mà ngược sáng quay tối quá, chẳng nhìn gì. Đấy, vừa rồi một vị khách đã bức xúc. Chuyện gì đó đã văng tục. Ở trên này người ta trồng cả chuối anh em ạ. Ở đây có cả chuối á. Cả chuối xứ lạnh nhưng cái quả to nhỉ. Chuối thường nó xuống hết ở vào mùa lạnh này, xuống hết cả chuối vào dưới là đấy, một thanh niên đấy. Nên đây hầu như anh em đều phải ninja hết. Đặc biệt thì rất thích những cây đào đấy, những cây đào nhìn chúng ta nhìn cây đào rất đẹp. Có gì có mảnh vườn để trồng những cây đào này vào dịp Tết nở hoa. Cái này không biết hoa thật hoa giả nhỉ? Cái này hoa thật hoa giả đấy? Hoa thật không? Hoa này cái này hoa thật á? Ô thật anh ạ. Ô cái này hoa thật và đẹp thế này à? Chắc là cây này duy nhất cái cây này đẹp nhiều hoa này chắc phải phun thuốc rồi. Cây này quá đẹp luôn này, cây này hoa nở quá đẹp luôn, là đặt chúng trên trung tâm của sảnh luôn.
bình thường chiều 5-6 giờ về mà. Vội gì đâu, lên đấy lạnh lắm, lên đấy một tí rồi về thôi. Bây giờ đi ngắm hoa đã, với cô gái dân tộc đấy. Ở đây thì anh em có thể thuê quần áo vào những cái chòi kia thay quần áo này, chụp ảnh cùng các cô bé xinh gái người dân tộc. Hoa ở đây quá đẹp luôn, đặc biệt hoa đào, mình rất yêu quý hoa đào. Ở đây là thổ cẩm này, thổ cẩm Việt Nam chứ không phải thổ cẩm Đức anh em ấy. Đây, thổ cẩm Việt Nam. Ra cái câu chuyện mà Súa ở trong phim Lặng Im Dưới Vực Sâu thì thực ra nó không phải là ở Lào Cai mà nó là ở Đồng Văn Mèo Vạc của Hà Giang. Nhưng mà ở trên này thì nó cũng có một cái nét gì đó tương đồng. Nhưng mà Súa thì đã phải chịu cách một cuộc sống gọi là những cái phong kiến cổ hủ, chuyện bắt vợ. Đây là thổ cẩm Việt Nam nhé, không biết là có nhập khẩu không biết, nhưng mà mình đoán ở trên Việt Nam không phải thổ cẩm Đức. Anh em xem chi tiết thổ cẩm Việt Nam. Đây là có cái quả gì nhỉ, cái quả này người ta gọi là cái quả gì mình không nhớ tên lắm, nhưng mà nó là một cái những cái môn trò chơi của người dân tộc. Ném tiếp đến phần trung tâm chính của ga lên tàu điện San Francisco. Hôm nay thì họ làm những cái tháp như kiểu là những viên đá thạch anh, mà nhìn hơi mờ một chút, mây sương nhiều. Ở đây rất nhiều cô gái dân tộc Kinh thì đã không muốn bị Kinh nữa, cho nên là chuyển sang mặc quần áo dân tộc Hơ Mông. Đây là viên đá thạch anh, không biết cái biểu tượng này thể hiện nói lên điều gì, anh em comment ở dưới. Đang chủ đạo thì vẫn là cái vườn hoa mường hoa, người ta gọi tên là cái tên là mường hoa. Ở đây thì rất nhiều loài hoa, đa phần thì là hoa cải nhiều và hoa đào đấy, và hoa hồng là ba loại hoa chủ đạo ở đây. Khu vực này thì là anh em có thể thay đồ đấy, có thể là thuê những cô gái dân tộc để chụp ảnh cùng, hay là ước muốn cưới một cô gái dân tộc làm vợ, và số mấy thì tùy tâm. Ở đây nhiều sự lựa chọn. Hoa phải nói là hoa ở đây quá đẹp.